nhà tớ dùng điện từ mặt trời. Tủ lạnh mình dùng điện từ nước. Điều hòa nhà mình dùng điện từ gió. Nhà em dùng sơn spec. Hả? Ba nói công nghệ xanh Eco Spec. Sơn Spec chung tay vì một thế giới xanh. Xin chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi có không khí trong lành, tĩnh lặng, tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, nơi được bao phủ bởi cánh rừng nguyên sinh quốc phương, nơi sẽ giúp chúng ta thêm hiểu và trân trọng về giá trị tinh thần vô giá của con người. Đó là gì? Hãy cùng khám phá nào. Đến với nét xanh trong kiến trúc này, hôm nay lại được kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đưa Thủy Linh đến một địa điểm rất đặc biệt, ngay sát rừng quốc phương, để tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của tự nhiên, của tạo hóa. Mời Thủy Linh đến một cái công trình nhà cộng đồng chung của cái dự án này, ở ngay đằng sau cái đi qua cái lối đi rẽ vào đây là tới. Anh Nghĩa ơi, ở đây thì Linh đã bắt đầu nhìn thấy thấp thoáng. Chắc là công trình mà anh Nghĩa sẽ giới thiệu với Linh và quý vị khán giả đúng không anh? Đúng rồi, nên mời Linh vào xem. Đây là, tức là trong một cái lối đi nhỏ hẹp em vào, nó sẽ có một cái rất là lạ, một cảm giác cũng rất là lạ khi mà nó mở bung ra cái hồ và cái rừng cây xung quanh. Wow. Không thể tưởng tượng được là một công trình ở sau những hàng cây nhìn tưởng như là nhỏ bé thấp thoáng thôi mà vào đây lại lớn như vậy anh ạ. Đúng rồi, cái này khoảng đường kính của nó là 36,6 mét. Cảm giác của Linh lúc này có lẽ là chỉ có thể gọi bằng hai từ là choáng ngợp anh ạ. Với một công trình hoành tráng đồ sộ cao lớn thế này, tại sao lại lựa chọn tre làm nguyên vật liệu chính ạ? Bởi vì chúng tôi kiến trúc sư muốn làm những cái công trình có quy mô rất là lớn bằng tre để thử nghiệm xem là nó có làm được hay không. Thì rõ ràng là qua công trình này thì thấy nó, cái tre nó tạo ra một cái thẩm mỹ, một cái chất lượng không gian có thể nói là bất ngờ. Và như vậy là công trình này đã sử dụng tre là nguyên vật liệu bản địa để đưa vào một công trình mang màu sắc riêng khác ở nơi đây. Là tre nghe qua thì tưởng là một cái vật liệu không bền vững, nhưng mà biết cách xử lý nó và làm những cái công trình nó cái mái lớn để cho nó che chắn được mưa, và cái tre nó không chịu trực tiếp vào với cái bị nước mưa ấy, thì nó sẽ rất là bền. Và cái kết cấu này nó cũng rất là hợp lý để nó tạo ra một công trình có quy mô rất là lớn mà có tính bền vững cao. Chúng ta đang đứng ở vị trí phải nói là Linh ấn tượng nhất ở không gian này anh ạ. Ngay phía dưới tâm của hình tròn và mới nhìn thấy rõ kết cấu rất là hoành tráng đồ sộ và hình dáng vòm của không gian nơi đây. Tại sao lại có một kết cấu đặc biệt như thế này ạ? Thực ra là cái hình tròn là cái hình hợp lý nhất để có thể làm một cái kết cấu có cái diện tích lớn, đường kính lớn và tức là chiều cao thì nó mới có khả năng vượt nhịp tốt được, tức là hình tròn. Và hai nữa là cái nhà cộng đồng của cái dự án này nó nằm ở trung tâm dự án và xung quanh là hồ nước, thành ra là cái hình tròn nó cũng cho phép chúng ta có cái view rộng toàn bộ cái dự án xung quanh. Và kết cấu này nó làm từ 36 cái khung, và mỗi khung này khoảng 1.000 cây tre cho một cái khung đó, bởi vì là một cái cây tre này chỉ sử dụng được trong phạm vi khoảng 4-5 mét thôi. Và 36 cái khung đấy nó giống nhau, nó lặp lại, nó xoay một vòng thành cái công trình này. Ngoài ra những cái đường chéo kia là chính là để cái nó liên kết cái khung này lại thành nó chịu lực được ngang khi có gió bão. Và những cái đường như cái đường thêu này chính là cái mà nó liên kết cái khung này lại thành giống như một cái nơm khổng lồ để gió nó vẫn giữ được ổn định cái công trình này, là không bị vèo đi khi mà bị gió mạnh bão chẳng hạn thế. Vâng, và một điều đặc biệt nữa Linh đang phát hiện ra và nhìn từ nãy đến giờ là dường như là trong không gian ban ngày này là không cần một ngọn đèn nào phải thắp sáng cả. Hoàn toàn là ánh sáng tự nhiên anh nhỉ? Đúng rồi, đáng lẽ là một cái công trình mà có
diện tích khoảng 1.200 m² thì chắc chắn là phải ở giữa nó sẽ bị tối. Nhưng mà do chúng tôi đã làm mà cái công trình này nó có 3 cái lớp mái, và giữa cái lớp mái đó là một cái lớp lam để cho ánh sáng thiên nhiên nó có thể lọt vào ở đó, và một cách là nhẹ nhàng chứ không phải là, tức là nếu mà mở trống ra thì nó sẽ bị sáng quá, đúng không? Và cái view mở xung quanh này nó cũng tạo thành một cái tức là ánh sáng nó có cái chiều sâu, tức là từ vào đến cái hiên xong đến vào trong này nó đã rất là xa rồi, bởi vì cái đường kính của công trình nó tận là 36,6 m mà. Nhưng mà nó vẫn sáng tự nhiên rất là đẹp. Cái lớp mái này nó tạo ra, cái lớp mái này rất là cao, nó tạo cái chênh lệch áp suất, nên thậm chí ở ngoài không có gió thì ở trong đây là lý do mà ở bên ngoài kia nhìn cây cối mặt nước vẫn phẳng lặng không rung rinh gì, mà ở trong này anh em mình đứng vậy thấy hi hiu gió mát. Ra phía bên ngoài thế này thì mới cảm nhận gần hơn vẻ đẹp của những thân tre anh ạ. Và Linh đang có một cảm giác như là đang đi ở một cung điện tre. Chắc có được không anh? Đúng, nhìn như là cung điện tre. Anh cũng đi nhiều qua châu Âu, và cả cái hình dáng này có lẽ là nó phù hợp với cả cái vật liệu tự nhiên để tạo thành cả cái hình dáng tự nhiên để nó ra. Phải như thế nó mới ra cái kết cấu được. Thành ra là cả cái công trình bằng đá bên châu Âu họ cũng chất lên cả cái vòm kiểu này, và nó thành ra là một cái vẻ đẹp rất là tự nhiên mà đúng với cái kết cấu của tre nó cần có. Vâng. Và nhìn từ vị trí này ạ, thì Linh mới bắt đầu giải tỏa được thắc mắc từ đầu là tại sao lại có những cái thân tre nó dài, nó cao đến như vậy, gọi là phi thường ạ. Nhưng hóa ra là nó có những cái điểm nối với nhau. Đúng rồi. Đây là Linh nhìn thấy này, tức là cái này nó đi lên đây mà và nó tiếp tục không nhận ra luôn. Đan vào, tức là nổi đan vào và bắt đầu chốt từ đó, cả cái chốt nó chốt tre ngang vào đó nó mới tạo thành cái có thể nó kéo dài cái cây tre nó được, bởi vì một cái thanh này nó dài đến gần 20 m, vì bản thân cái công trình nó đã cao là 15,85 m, và vì thế nên là cong như này nữa nó gần cao gần 20 m. Anh nghĩ ơi, phải chốt bằng cách nào để có thể đảm bảo được sự chắc chắn và bền vững nhỉ, bởi vì tre cũng nặng lắm chứ. Thì nó đan vào như này và chốt cả cái chốt ngang qua là hoàn toàn là sử dụng không cần kim loại, vẫn sử dụng chốt tre để nó tạo thành nó tự nhiên. Vâng, để đảm bảo yếu tố tự nhiên ạ. Linh đi giữa một rừng tre như thế này thì lại nghĩ đến những câu thơ là tre xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Tức là nhắc tới tre là nhắc tới màu xanh rồi, nhưng mà màu ở đây có vẻ không còn là màu xanh nguyên thủy của tre nữa. Cái này là màu sau khi mà ngâm bùn và hun khói thì nó thành cho cái màu nâu nâu như thế này. Ngâm bùn là nó hơi bị bạc ra một tí, xong rồi hun khói thì nó ra thành cái màu này. Tại sao phải qua xử lý ạ? Tre bản chất của nó nếu mà không xử lý là sẽ bị mối mọt. Và nếu xử lý hóa chất thì độc hại với con người. Và bình thường bây giờ thì người ta hay sử dụng hóa chất, nhưng mà đối với công ty Võ Trọng Nghĩa thì vẫn muốn là dùng ngâm bùn khoảng 4-6 tháng, và sau đó lấy ra hun khói thì nó sẽ cho những công trình có cái độ bền. Những công trình bên công ty làm nó đã đến vì có thể là 10 mấy năm rồi mà nó vẫn đang còn rất là như mới. Với việc xử lý kỹ càng như vậy là sẽ tăng thêm độ bền vững cho tre, không thua kém gì các vật liệu công nghiệp khác, mà lại còn góp phần bảo vệ môi trường. Đúng rồi. Chúng ta đang cùng đến với chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm. Rất là muốn hỏi kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa để có thể tổng kết lại một lần nữa những kinh nghiệm và những điều cần lưu ý nhất khi đưa những vật liệu bản địa, vật liệu địa phương, cụ thể ở đây là tre, cho một công trình đồ sộ, hoành tráng và khổng lồ như thế này là gì ạ? Thứ nhất là cây tre là một cái cây cần được xử lý nó để chống mối mọt, bởi vì nếu không xử lý kỹ là nó sẽ bị mối mọt. Và chúng tôi sử dụng ở đây là ngâm bùn và hun khói, ngâm khoảng độ 4-6 tháng, và sau đó vớt lên hun khói nó chuyển thành màu đen,
rồi khi làm ra công trình thì nó sẽ phai cái đó đi, là và cái cách xử lý đó nó sẽ làm cho công trình có độ bền, các cái vật liệu nó có độ bền rất là cao. Thêm nữa là các cái cây tre nó chỉ có cái độ dài để sử dụng được khoảng 4-5 mét, do đó nên các cái kết cấu khớp nối của cái cây tre đó nó rất là cần thiết, là nó phải đan vào nhau và được chốt bằng chốt tre thì nó vừa tiết kiệm mà nó vừa có cái sự đồng đều của chất liệu chứ không sử dụng kim loại ở đây. Thứ ba nữa là đối với những công trình lớn hàng nghìn mét vuông như thế này thì là bão nó có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu, do đó cho nên vấn đề tính toán kỹ cái kết cấu để làm công trình là nó rất là quan trọng, không nó sẽ bị do bão, vì những bão càng ngày càng lớn, cấp 12, 13, 14, 15, bão càng ngày càng lớn, do đó nên cái kết cấu nó rất là quan trọng. Một không gian có sự hài hòa giữa kết cấu với việc xử lý rất là tinh tế những năng lượng tự nhiên như là ánh sáng này, nắng gió này, làm cho chúng ta khi ở trong không gian này đều cảm thấy vô cùng là thoải mái và có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và sự giao hòa giữa thiên nhiên ở ngoài kia. Một lần nữa xin được cảm ơn kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, những người đã góp phần tạo nên một công trình khổng lồ mang vẻ đẹp không chỉ là thiên nhiên, con người, mà ở đó là vẻ đẹp về văn hóa, vẻ đẹp về truyền thống, di sản của Việt Nam. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Xin được gửi anh một kỷ niệm với chương trình và chúc anh sẽ tiếp tục kiến tạo nên thật nhiều những công trình đẹp và xanh như thế này. Xin cảm ơn Thùy Linh, xin cảm ơn chương trình khán giả. Cảm ơn nhãn hàng Sơn Spec đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khán giả hãy gửi những bức ảnh đẹp về không gian của mình để có cơ hội trở thành người may mắn nhận giải thưởng trong tuần. Ngoài ra, vào mỗi tháng, ban tổ chức cũng sẽ chọn ra 3 khán giả có lượt like và share ảnh nhiều nhất để trao giải nhất, nhì, ba. Danh sách đoạt giải thưởng chung cuộc sẽ được công bố trên fanpage Nét Xanh Trong Kiến Trúc Này. Sơn Spec hân hạnh đồng hành cùng chương trình.